ơi, chú ơi, chú qua, chú qua, chú qua. Chú lu lu lại ngon xíu. Nè anh ơi, nè đi. Lên đây. Quay xong rồi chú đừng có nói là dừng cút là cầm theo bụng phát rồi chú.
Đó, 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 đó. Đó kia 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 kia. Thank you.
con nó đâu vậy mày? Cô ở đây mà. Dạ, con dân đây. Dạ đâu? Thank you.
Ở đây đây. Chào cửa đây này. Ở chỗ nào vậy? Ở chỗ nào? Tụi công an đó hay sao? 10 giờ. Đi thôi. Làm xong là hot. 10 giờ 20. Bây giờ mình dọn nó nửa tiếng đi nó làm. Cái nó chạy giờ đúng rồi rồi. Không, vấn đề là bây giờ mình về mình dọn đồ đi đã. Thì mình cũng đừng đâu. Theo em sẽ gặp nó, cái điểm mà... Chỉ có 5 phút à? Thôi bây giờ nè. Cái tiền nó bàn giao là cho Châu nè, chúng mình đi cho lá. Đi mình đi luôn thôi. Đánh thôi, không có thời gian đâu. Rồi. Mình đi luôn thôi. Ơi, nó xấu gì đó. Quay hành ngã tư luôn được không?
cực đó không ạ? Ba gái trẻ ghê ha. Các bà nói lúc nha. Bác gái nói một chút. Rồi. Biết nói gì. Bác chia sẻ.